Trưởng quan đâu rồi? Ôi trời bố ơi. Con này đừng có sủa nữa. Mày đỡ tao dậy cái đi nhỉ? Tao không dậy được không? Đỡ tao dậy cái. Mày lên trước đi. Ôi cái đôi giày chết. Mày đôi giày ra. Mày lên tay nước lọc đi. Cái nước lọc này nhìn này. Mày tao khăn nước quá. Mồm thối quá. Ôi mày anh đặt trái tim cho tao này. Ông mới hỏi cái vape của anh đâu. Mày cầm cái vape của ông ấy không? Cái vape của tao đâu rồi? Chứ rồi để quên ở quán này. Đây. Ôi chân thơm ghê. Tôi cần đi tắm nước. Hay làm tí không này? Tao xin mày đấy. Con này nói nhỏ thôi và tiếng nhỏ thôi. Mẹ tao đi ngủ. Nó chửi tao mất bây giờ. Mày kéo tao dậy tao không đứng dậy nữa. Mạnh lên. Con này mày kéo nó gì đấy? Kéo chúng nó vào và mẹ tao phát hiện ra là tao mặc nhảy mà tao đi club là mẹ tao chửi tao chết. Mẹ tao xin đi tẩy trang và đây sẽ là lần cuối cùng tao đi cửa nhá mày nhá.